Giá tôm ngày mới ngày 6 tháng 10 năm 2022, Thủy sản Yến Duy Trúc gửi lời chào đến quý bà con nuôi tôm, chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều thành công và hạnh phúc. Giá tôm thẻ thương phẩm ngày hôm nay cụ thể như sau: size tôm 20 con 1kg giá 260.000, cộng trừ 1 con 10.000 đồng, 25 con 1kg 205.000, cộng trừ 5.000, 30 con về lớn 165.000, cộng trừ 2.000, 40 con 140.000, cộng 1.000 trừ 2.000, 50 con 1kg 122.000, cộng trừ 1.000, 60 con 112.000, cộng trừ 500, giảm 1.000 so với ngày hôm qua. 70 con 107.000, cộng trừ 500, giảm 1.100 con 1kg hôm nay 93.000 đồng trên 1kg, giảm 1.000 so với hôm trước. Và đây là giá tôm tại khu vực miền Nam Việt Nam. Giá tôm sẽ còn tùy thuộc vào nhiều thứ, ví dụ như từng bầy tôm, vị trí ao, số lượng tôm mà có giá khác nhau, và đây là giá sàn chung để chúng ta tham khảo và an tâm sản xuất tôm. Tiếp theo phần bản tin, Thủy sản Yến Duy sẽ gửi đến quý vị thông tin về giá giống cũng như thông tin khuyến mãi để chúng ta cùng nắm bắt thông tin và thả bầy tôm. Tiếp theo, hiện công ty giống CB giá 154 đồng đang khuyến mãi 50% tại bạc, công ty giống Việt Úc giá 135 đồng đang hỗ trợ khuyến mãi 30%. Công ty giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn 116 đồng, Hoàng Lộc công nghệ cao giá 126 đồng và đang khuyến mãi 100%. Tôm càng xanh toàn được giá 180 đồng. Thông tin về giá giống cũng như khuyến mãi đã khép lại phần phân tích thị trường thủy sản tại Thủy sản Yến Duy vào ngày 6 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Thủy sản Yến Duy, là đơn vị chuyên cung ứng giống, thuốc men thủy sản, đồ nghề, thức ăn thủy sản, lắp đặt trọn gói ao bạc công nghệ cao uy tín làm nên thương hiệu. Quý vị thấy clip ý nghĩa không quên đăng ký kênh hoặc like trang và chia sẻ cho bạn bè người thân cùng theo dõi video nhé. Xin chúc bà con vụ mùa thành công và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.